Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với xe 24 giờ để biết thông tin về giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Mitsubishi Outlander bản 2.0 bản Premium ạ. Chiếc xe Mitsubishi Outlander bản Premium này khi mà sang giữa tháng 7 này đang có chương trình khuyến mại như thế nào thì phép giới thiệu cho anh em cách chi tiết cụ thể ạ. Còn nếu chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe ạ tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép được đi vào vấn đề chính ạ. Đầu tiên giới thiệu cho về phần giá xe ạ. Với giá miết của chiếc xe này đang là 950 triệu ạ. Khi mô dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt giữa tháng 7 này, năm Yên Nội đang là 1 tỷ 029 triệu ạ. Còn trả góp thì đang là 327 triệu. Còn là tỉnh thì đang là 990 triệu trả góp thì đang là 288 triệu ạ. Ở tỉnh áp thuế 12% thì đang là 1 tỷ 0009 triệu. Trả góp thì đang là 307 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 010 triệu. Trả góp thì đang là 308 triệu ạ. Còn một giá tốt hơn hay khuyến mại anh nào tặng phụ kiện là sao? Chi tiết mạng như thế nào thì anh em có điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em chắc chắn với em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhé nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho về những tính năng option ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ. Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m9, 4m695, rộng là 1m80, còn cao là 1m71 ạ. Về chiều dài cơ sở dài đang là 2m670 và khoảng sáng cầm xe đó đang là 19 cm em nhá. Đây là chiếc xe 7 chỗ đi ạ. Về tổng thể chiếc xe này nó rất là dài, rộng và cao đấy ạ. Tiếp theo giới thiệu cho em về phần đầu xe. Phần đầu xe của chiếc xe Mitsubishi Outlander thiết kế đúng phong cách ngôn ngữ của Mitsubishi, rất nhiều thanh nhập chrome và rất là góc cạnh em nhé. Lối bật về phần đầu xe thì có sẽ là có cụm đèn phía trước và phần cản trước ạ. Đầu xe của chiếc xe Mitsubishi Outlander nó có rất nhiều thanh nhập chrome đấy ạ, từ ôm chọn lấy cụm đèn này, đèn gầm này và cản trước. Về phần cụm đèn phía trước của chiếc xe này thì nó sử dụng là đèn full led đấy ạ, cho cả đèn cốt đến đèn pha, dành cho bản premium của bản thường nó sử dụng là đèn halogen. Đó. Và ngoài ra có thể đèn led ban ngày rất là dài, giúp cho chiếc xe được sang trọng hơn và lịch lãm hơn ạ. Và phần đèn gầm của chiếc xe này sử dụng là đèn led nhá, đèn led đấy ạ. viên à, xung quanh được mạ chrome, cản trước cũng có mạ chrome tạo ra phần đầu xe cảm giác nó thể thao hơn, mạnh mẽ hơn và sang trọng hơn ạ. Về phần sườn xe của chiếc xe Mitsubishi Outlander này thì nó được dập nổi rất nhiều giúp cho chiếc xe nó được sang trọng hơn, lịch lãm hơn và thể thao hơn ạ. Về phần bánh xe của chiếc xe này nó sử dụng là vành đúc hợp kim nhôm, vành 18 inch đấy ạ. Nó sử dụng là vành đĩa cho cả bốn bánh em nhá. Màu là màu bạc trắng kết với màu đen. Các tính an toàn hình như hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử LD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA và sườn xe nó có thanh nhập chrome, giúp cho chiếc xe được trường xe hơn và dài xe hơn ạ. Về phần gương chiếu hậu của nó sử dụng là gương chiếu hậu cùng màu thân xe. Thế gặp trường đấy sẽ là có sinh nhan trên gương bằng đèn led ạ. À. Nó sẽ có trình điện, gập điện, cục gương tự động, điều chỉnh bốn mặt gương ạ. À. Đó. Về chân kính của chiếc xe này nó sử dụng là chân kính uh, uh, phía dưới có thanh nhập chrome nhé. Giúp cho chiếc xe cảm giác nó được sang trọng hơn. Và giúp cho chiếc xe nữa nó là trường xe hơn và dài xe hơn ạ. À. Về phần tay lắm cửa, lắm tay lắm cửa mạ chrome cho cả bốn cánh cửa đấy ạ. À. Đó. Về phần uh, trần xe Trần xe của chiếc xe Mitsubishi Outlander bản premium này Nó sử dụng là cửa sổ trời cho hàng ghế đầu tiên Còn bản thường thì sẽ không có cửa sổ trời đâu ạ Và nó giá lóc hay thanh Và đèn uh, bảo phách trên cao và anten với cái anh em nhé Còn đây giới thiệu cho em về phần uh, đuôi xe Phần đuôi xe của chiếc xe Mitsubishi Outlander bản premium này Nó được dập nổi rất nhiều Giúp cho chiếc xe được cứng cáp hơn, chắc chắn hơn, thể thao hơn và sang trọng hơn ạ Đèn bảo phách trên cao này Cụm đèn phía sau nó sử dụng là đèn led anh em nhá. Chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe đấy ạ. Và lối lên mạch với hai cụm đèn có thanh nhập chrome khá là to bản đấy ạ. Đó. Rất là nổi bật về phần đuôi xe anh em nhá. Về phần cản sau của chiếc xe này nó sẽ là có cảm biến lùi bốn mắt. Đó. về cản trước nó sẽ có cảm biến nùi, cảm biến góc trước anh em nhá. Và ngoài ra nó sẽ có cả camera lùi Camera 360 độ đấy ạ Cốp của chiếc xe này sử dùng là cốp điện anh em nhé Đây sẽ anh em sẽ kiểm tra cho anh em là cốp chiếc xe này có rộng rãi không ạ Hàng ghế thứ ba có thể gặp được là 50-50 Hàng ghế thứ hai thì gặp được 60-40 Nên anh em có thể để đồ dài, đồ rộng, đồ to rất là thoải mái đấy ạ Đó, đây. Cốp là chiếc xe này cũng cốp điện này rồi lại quay lại cho em về tổng quan về phần đuôi xe của chiếc xe Mitsubishi Outlander thiết kế nó rất là sang trọng nha mọi OK tiếp theo giới thiệu cho em về sang phần nội thất giới thiệu cho em về nội thất của chiếc xe Mitsubishi Outlander bản Premium ạ nội thất của chiếc xe này nó sử dụng là không gian nội thất màu đen nhé không gian nội thất màu đen thì giúp cho chiếc xe cảm giác được sang trọng hơn lịch lãm hơn ạ và ghế chiếc xe này nó sử dụng là ghế da màu đen đấy. được uh, thiết kế kiểu vân chỉ dạng kim cương ghế chỉnh điện đấy ạ về bên cánh cửa của chiếc xe này nó sử dụng là không gian là màu đen nhé các nút bấm như là lên xuống kính cho bốn cánh cửa này khóa cửa chốt kính điều chỉnh bốn mặt gương đi ạ chiếc xe này nó sẽ không có nhiều ghế đâu ạ Ok, giờ sang bên hàng ghế thứ hai giới thiệu cho em về hàng ghế thứ hai ạ. Hàng ghế thứ hai sẽ giống như hàng ghế đầu tiên nhé, ghế nó ngồi rất rộng rãi thoải mái đấy ạ. Giờ quay lại cho em về tổng quan về hàng ghế đầu tiên này, về phần uh, vô lăng. Vô lăng của chiếc xe này nó sử dụng là vô lăng ba uh, chấu ạ được bọc da sở rất mềm mại ạ. Tích hợp trên vô lăng sẽ có đàm thoại chỉnh tay, điều chỉnh âm lượng, có cả cruise control, đó chính là ga tự động ạ. Về túi khí bạn này nó sử dụng là 7 túi khí nhá. Về bảng nó tốc lô thì cũng khá cơ bản thôi, nhưng mà nó rất là đầy đủ thông tin chiếc xe đấy ạ. Vô lăng chiếc xe này nó có cả, cả lấy chuyển số trên vô lăng nhá. Đó, đây bảng hồ táp lô này. Về màn hình giải trí của chiếc xe này nó sử dụng là màn hình giải trí 8 inch. Và hệ thống điều hòa chiếc xe này nó sử dụng là hệ thống điều hòa tự động hai vùng đi ạ. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh em về uh, bên hàng ghế phụ này thiết kế rất sang trọng đấy ạ phía dưới này sẽ là có cổng sạc điện thoại này cổng usb này tàu thuốc lá này hộp số chiếc xe này nó sử dụng là hộp số tự động vô cấp em nhá phanh tay nó sử dụng là phanh tay điện rồi đấy phanh tay điện tử nhá tỉa tay chì tay trung tâm này cửa gió cho hàng ghế thứ hai này về phần động cơ chiếc xe này nó sử dụng là động cơ 2.0 với công suất cực đại nó đang là 140 năm, Mã lực trên cho 6.000 vòng trên phút ạ Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 196 Nm trên cho 4.200 vòng trên phút ạ Dung tích mình liệu đó là 63 lít anh em nhé Về các tính an toàn của chiếc xe này nó sẽ là có hệ thống phanh ABS này Phân bố phanh điện tử EBD Hỗ trợ phanh cần cấp BA Túi khí chiếc xe này nó dùng 7 túi khí đấy ạ Và ngoài ra có hệ thống cân bằng điện tử xe này hệ thống phanh ta phanh tay điện tử này Đấy. hệ thống hỗ trợ cảnh nhả dốc hệ thống uh, an toàn thông minh gồm có hệ thống cảnh báo này giảm thiểu va chạm phía trước này hệ thống cảnh báo làn đường này cảnh báo điểm mù này hỗ trợ uh, đổi làn đường này hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang hệ thống kiểm soát chân ga hệ thống uh, chìa khóa thông minh điều khiển từ xa chức năng chống trộm Đấy. hệ thống cam lùi, kẻ mới lùi, kẻ mới góc trước. Ok, vậy dòng này nó đã giới thiệu cho về phần giá xe, tổng ngân bánh, chương trình khuyến mại cho cả cho chiếc xe Mitsubishi Outlander bản BBM rất là chi tiết của thể rồi. Vậy video này xin phép em sẽ dừng video đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhá. Để sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ dòng xe của Mitsubishi cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay rất nhiều xe trên trường Việt Nam để cho em Sơn lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em chưa đăng ký kênh của em thì anh em mới đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng hợp bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok xin phép em sẽ dừng video đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.